Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ tiếp theo clip của ngày 22 tháng 10 năm 2021, những sản phẩm được những vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng. Và ngày hôm nay thì có một chiếc hút ẩm, một chiếc đồng hồ, một chiếc đầu câm Lakamachi 700ZXE và một chiếc mâm than cao cấp của hãng Nukman PD444. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ test gửi cho những vị khách hàng đã được lên sóng của clip này. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh qua hai số máy mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày: 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đọc danh sách của những vị khách hàng đã chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh những sản phẩm như sau. Vâng, chiếc máy hút ẩm này thì là có dung tích hút là 21 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Chiếc máy mang mã số 12, cửa hàng xin gửi cho anh Trần Xuân Hảo có địa chỉ tại Tuyên Quang. Vâng, và 5 vị khách hàng ở clip này, cửa hàng sẽ đọc danh sách từng vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng. Xin gửi cho anh Hảo có địa chỉ số nhà 16, tổ 3, phường Ỷ Lan, thành phố Tuyên Quang. Anh chốt chiếc máy hút ẩm mang mã số 12. Vâng, vị khách hàng tiếp theo xin gửi cho anh Khoa có địa chỉ tại Phúc Thọ, Hà Nội, 10 cuốn băng đài mắc sen mới có gam màu xanh. Và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh chỉ còn 2 chiếc ở góc phía bên sát trong kia thôi. Còn ngày hôm qua về được 20 cuốn thì cũng đã có khách hàng chốt đơn rồi. Những cuốn băng như thế này là cuốn băng mới tinh. Đây là những siêu phẩm huyền thoại rồi, giá 550.000 một cuốn. Xin gửi cho anh Khoa nhé. Và vị khách hàng tiếp theo xin gửi cho anh Quế có địa chỉ tại phố Hoa Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh chốt 5 cuốn băng đài theo chương trình của anh. Vâng, và đợt này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang ghi băng tơi bời cho cửa hàng âm thanh Đức Hạnh bán và ghi băng cho khách đây. Ngày hôm nay thì mới 5 cuốn băng anh khách hàng đã đặt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh mới về. Vị khách hàng có địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội. Anh là những vị khách hàng rất đặc biệt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Trong thời gian gần đây, anh cũng đã chốt rất nhiều những sản phẩm. Một chiếc đầu băng gối của hãng Lúc, xin lỗi, một chiếc đầu câm Lakamachi 700ZXE và một chiếc mâm than của hãng Lukman DP444. Cửa hàng đang chạy là chiếc mâm than DP444 nhé. Vâng, cửa hàng đang test cuốn băng màu xanh này là cuốn băng mưa lửa đêm, cuốn băng đang hot nhất tại thời điểm như bây giờ. Vâng, xin gửi cho vị khách hàng có địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội là một chiếc mâm than của hãng Nukman PD444 và một chiếc đầu Lakamachi 700ZXE. Và anh có chốt bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh là hai bộ chia AV. Hai bộ chia AV thì cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây. Ngày hôm trước cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được 3 bộ thì đã có khách hàng chốt một bộ. Và đây là hai bộ anh khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt này. Vị khách hàng tiếp theo xin gửi cho anh, xin gửi cho chị Võ Hồng có địa chỉ tại 70 đường số 2, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc đồng hồ Mikado mạ vàng. Chiếc đồng hồ Mikado mạ vàng thì cửa hàng cũng đã trưng bày tại đây rồi. Trên chiếc đầu Lakamachi 700ZXE. Vâng, chiếc mâm than thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã test và sản phẩm này chạy hoạt động ok và hoàn hảo nhé. Chiếc mâm than này thì được thiết kế hai cần, có một cần phụ ở bên tay phải góc màn hình và đang chạy chiếc cần 3009 rất nổi tiếng. Vâng, và chiếc đĩa than màu xanh rất là đẹp và chất âm rất hay. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ chuyển sang để test cho khách hàng, cho anh khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội biết chiếc đầu câm Lakamachi ZXE 700ZXE này. Rất nhiều những vị khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm Lakamachi bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, chiếc đĩa màu xanh rất đẹp luôn và chất âm rất hay.
với thiết kế của sản phẩm này là mặt phay nhôm. Vâng, cửa hàng thì đang test ở đây nhé. Xít tốp ở đây. Đấy. Sau đây cửa hàng sẽ chuyển cửa để cho quý vị và các bạn có thể nghe được chất âm của chiếc đầu Lakamichi 700 ZXE này trước khi được rời khỏi cửa hàng âm thanh Hạnh nhé. Gánh qua năm dòng những ngày đắng. Cửa hàng đang bật sẵn để cửa hàng chuyển cửa. Cho con gái cả đôi vai, thân cô lặng lội sớm mai phải gầy. Mẹ già. Vâng, đây chiếc đầu Lakamichi 700 ZXE được thiết kế như chiếc màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Rất đẹp luôn. Vâng, đây là chiếc đồng hồ mà chị Võ Hồng có địa chỉ tại Bình Tân, Hồ Chí Minh đã chốt này. Mở nút này thì là đẩy ra bên ngoài nhé. Đây. Sáng tối đi về mặc em đêm bước lang thang nghìn năm mối sầu còn mang. Xịt tốp rất là êm này. Tua này. Xịt tốp này. Tôi lại này. Xịt tốp này. Và lấy này. Mặc em. Xịt tốp này. Xin lỗi. Trời bao la cho con gánh lại mẹ già. Để sau người gánh chính là con. Vâng, chiếc đầu Lakamichi 700 ZXE này không dễ kiếm tìm một chút nào. Vâng, và độ đẹp của sản phẩm và độ sang chảnh thiết kế của sản phẩm thì quá là độc đáo và đỉnh rồi. Và dòng sản phẩm này thì chỉ đứng sau 1000 ZXL thôi nhé. Đây là một trong những siêu phẩm khá hiếm tìm luôn. Từ khi buôn audio đến giờ, đây cũng là chiếc đầu tiên cập bến với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh để gửi cho một bác khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Vâng, trong thời gian gần đây thì anh cũng đã chốt rất nhiều những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, và ở clip này, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi cho 5 vị khách hàng gồm những thiết bị như sau: một chiếc máy hút ẩm của Sharp mang mã số là 12 và một chiếc mâm than Luckman PD444 và một chiếc đầu Lakamichi 700 ZXE. Vâng, hai sản phẩm VIP thì khách hàng cũng đã chốt và anh có chốt thêm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh là một cặp chia AV, hai bộ chia AV nhé. Và chiếc đồng hồ đẹp xuất sắc thì khách hàng có địa chỉ tại Hồ Chí Minh đã chốt đơn. Và những cuốn băng đài hàng mới và hàng đã có chương trình thì khách hàng cũng đã chốt rồi. Vâng, và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có lẽ đi nghỉ tại thời điểm như bây giờ cũng là 12 giờ 30 phút rồi. Cửa hàng sẽ không cố làm sản phẩm đêm nay nữa và hẹn quý khách hàng vào clip của buổi sáng ngày mai. Cửa hàng sẽ bóc xong hàng và ngày mai thì chắc chắn cửa hàng sẽ làm clip sớm để cho quý vị và các bạn theo dõi kênh. Vâng, vậy cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 5 vị khách hàng ở clip này đã chốt những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con.